Xin chào tất cả cô chú anh chị, chào các nhà phân phối, các nhà điều hành mới. Trước hết thì Lê Thịnh xin được gửi lời kính chúc sức khỏe, an khang thịnh vượng, tài phú đến tất cả hệ thống gia đình Sunet của Lê Thịnh. Thì trong những ngày đầu xuân thì chắc chắn rằng là cô chú anh chị cũng đang tích cực để tiếp tục chia sẻ đến giá trị nhân văn với nhiều người với cái sản phẩm công nghệ sinh học tế bào. Thì qua cái thời gian vừa qua thì một số cô chú anh chị đã nỗ lực tích cực, tuy nhiên tổng kết lại thì cũng chưa hiệu quả, thể hiện ở chỗ là doanh số của cô chú anh chị và chúng ta cũng đang còn chưa rõ về cách thức để chúng ta tư vấn cho khách hàng. Thì hôm nay Lê Thịnh làm video này thì rất mong muốn rằng cô chú anh chị chúng ta bỏ ra một thời gian ngắn để chúng ta theo dõi và biết được cách thức sử dụng sản phẩm công nghệ sinh học tế bào và đối với bệnh nào thì chúng ta nên tư vấn sản phẩm nào cho nó hiệu quả, cũng giống như là một liệu trình bên y học thôi. Đối với một liệu trình y học thì các thầy thuốc y bác sĩ cũng sẽ phải tư vấn cho khách hàng, rồi thăm khám, điều chỉnh lượng thuốc và đảm bảo điều chỉnh khi mà cái bệnh của bệnh nhân. Thì đối với công nghệ sinh học tế bào của chúng ta là có các cái dòng sản phẩm. Đấy, chủ đạo là dòng sản phẩm Pfizer của công ty. Bên cạnh là sản phẩm chủ đạo thì chúng ta biết được là khi các bệnh nào thì chúng ta nên tư vấn cái sản phẩm nào. Thì hôm nay Lê Thịnh xin phép được chia sẻ mấy cái nội dung thế này. Cái thứ nhất là trước khi đi tư vấn về sản phẩm công nghệ sinh học tế bào thì các bác, các anh, các chị phải biết được công dụng của sản phẩm và biết được cái cơ chế chuyển hóa khi sử dụng sản phẩm. Khi biết thì chúng ta sẽ nói với người bệnh, người muốn sử dụng sản phẩm này, cảnh báo trước cái chuyển hóa cho người ta không bị bỡ ngỡ hoặc là không có một cái bất ngờ khi các cái dấu hiệu của chuyển hóa sản phẩm. Đặc biệt là bạn phải chuyên về sản phẩm. Về hệ thống thì Thịnh chưa dám nói, bởi vì người làm hệ thống thì biết là hệ thống. Chúng ta sẽ từng bước có tuyến trên, tuyến ngang, tuyến bạn sẽ hỗ trợ giúp đỡ. Tuy nhiên về sản phẩm các bạn biết. Nói ví dụ, chẳng hạn như là các bệnh mãn tính phổ thông. Các dạng bệnh mãn tính phổ thông thì các bạn biết, thứ nhất là tiểu đường, gút, tim mạch, huyết áp, dạ dày, rồi viêm xoang. Đấy là các dạng bệnh mãn tính. Trong y học người ta không chữa được thì gọi là mãn tính. Thì để kết hợp sử dụng có hiệu quả thì trước hết các bạn tư vấn sản phẩm Pfizer. Sản phẩm Pfizer là một chất chủ đạo. Đấy, để cho cơ thể người sử dụng được hấp thụ cái sản phẩm Pfizer này, vì nó có cái chỉ số kép E. Nó sản xuất thì chiết xuất ra từ 7 loại hoa quả, đó là anh đào, nho Mỹ, lê hội, quả lựu, trà xanh, việt quất và a cay. Cái sản phẩm này nó hấp thụ gấp 200 lần so với lại thuốc tây, bởi vì là thông qua cái mao mạch miệng thì nó sẽ nhanh chóng 100% chúng ta sẽ đi trực tiếp vào đường máu. Và sản phẩm Pfizer nó có cái kháng sinh gấp 800 lần so với thuốc tây và khoáng chất hóa trị và hóa chất, nó gấp 800 lần. Và 100% thành phần đó là nó chống oxy hóa. Thì như vậy là sản phẩm Pfizer là sản phẩm
chủ đạo của chúng ta. Thì như vậy là kết hợp, chúng ta phải biết kết hợp. Thứ nhất là chúng ta kết hợp với AM, PM đối với các dạng bệnh mãn tính. Vì AM, PM là nó có chứa rất nhiều các cái khoáng chất, đó là 70 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp cho nhân bản và sửa chữa lại cái telomere, cung cấp năng lượng cần thiết cho ban ngày, cũng như là giúp phục hồi và sửa chữa các tế bào bị tổn thương, đạt được những cái giấc ngủ ngon cho cái người không may bị bệnh. Đấy, cho nên là trước hết là vì dơ kết hợp với AMBM, sau đó là chúng ta sẽ kết hợp với 5-Flutix. Vì 5-Flutix thì báo cáo cô chú anh chị á, là một dòng sản phẩm là rất tốt cho cái hệ thống tiêu hóa. Bởi vì là những người không may bệnh thì cái cơ thể hấp thụ thức ăn để nuôi dưỡng cái tế bào mà có lợi là ít. Chính vì vậy mà chúng ta phải dùng 5-Flutix. Thì trong 5-Flutix á, thì được mệnh danh là chìa khóa vàng cho cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Nó tiết ra 3.000 cái enzyme tiêu hóa thức ăn, hấp thụ dinh dưỡng, nó giúp cho cái hệ tiêu hóa tốt, thức ăn đặc biệt là đại tràng. Đặc biệt thì nó rất lợi khuẩn. 5-Flutix nó tiêu diệt các cái vi khuẩn có hại, đồng thời nó tiết dịch để lên các thành để chống các tác nhân gây hại đến cái viêm niêm mạc dạ dày. 5-Flutix thì có 75% kháng thể là nền tảng cho cái hệ miễn dịch được khỏe mạnh. Nhờ cái công nghệ của sản phẩm công nghệ sinh học tế bào mà đưa 5-Flutix vào tận đại tràng. 5-Flutix nó phải vượt qua cái môi trường axit của dạ dày, qua 8 mét ruột non. Và cái điều này rất khó đối với các cái loại thực phẩm khác. Nếu mà đi qua cái môi trường axit này nó sẽ bị tiêu diệt. Nhưng 5-Flutix của sản phẩm của chúng ta là đến được với cái tận cùng của đại tràng để mà sản sinh ra cái men tiêu hóa có lợi và tiêu diệt những cái men tiêu hóa, các cái vi khuẩn có hại. Chính vậy mà chúng ta cần tư vấn đó là dùng 5-Flutix. Cái thứ hai, nếu như cái bệnh mãn tính nữa là dùng đến không may dùng đến trí não, mất trí nhớ, thì như vậy là chúng ta phải sử dụng đến sản phẩm Mai. Đấy, sản phẩm Mai là một cái sản phẩm mà rất tốt cho trí não. Thì cô chú các anh chị, nếu mà chúng ta ai đó được cơ duyên mà được sử dụng sản phẩm Mai là Mai Vàng, thì chúng ta biết được công dụng, tác dụng của sản phẩm Mai này tuyệt vời như thế nào. Đấy, báo cáo với cô chú anh chị như vậy. Thì đó là các dạng bệnh mãn tính. Còn đối với lại chẳng hạn như cái bệnh đó là phụ nữ và nam giới, đó là bệnh vô sinh. Thực ra thì rất nhiều cô chú anh chị chúng ta đã biết được nhân chứng sử dụng sản phẩm công nghệ sinh học, sau một thời gian đã có được cái hạnh phúc gia đình, đó là có con. Thì tại sao như vậy? Bởi vì cái sản phẩm công nghệ sinh học tế bào nó sẽ sản sinh và tái tạo những cái tế bào có lợi, và nó tăng cái hệ miễn dịch và kích thích cái tiết tố của người phụ nữ và người đàn ông, nó chỉnh sửa lại các cái gen bị lỗi. Thì như vậy là giữa người phụ nữ và người đàn ông sẽ có sự giao hợp và sẽ kết tinh, đó là có được cái kết quả là kết tạo được cái tế bào, đó là tế bào của người con. Thì như vậy là chúng ta phải tư vấn cho cái bệnh mà vô sinh hoặc là hiếm muộn, hay là chị em phụ nữ mà trong cái thời kỳ mãn kinh thì nó có cái biến đổi về sắc tố, biến đổi về yếu tố, về tiết tố, nội tiết của người phụ nữ, thì chúng ta phải tư vấn đó là 5-Flutix. Chúng ta tư vấn sản phẩm vì dơ, là hai cái sản phẩm đây là hai sản phẩm rất tốt. Đặc biệt hơn nữa là chúng ta phải tư vấn được đó là dùng 5-Flutix. Sản phẩm Philoti là một cái sản phẩm là rất tuyệt vời của
công ty chúng ta. Tại sao lại nó lại có một cái tuyệt vời như vậy thì Thịnh xin phép được trao đổi thế này. Thứ nhất, cái công dụng của Philoty đó là nó làm cho các tế bào nó trẻ hóa và nó kéo dài dây telomere. Chính vì vậy mà trong cái quá trình sử dụng, đặc biệt là phụ nữ, nó sẽ trẻ hóa các tế bào, nó tăng cái tiết tố, và như vậy là cái yếu tố về nội tiết của người phụ nữ và nam giới nó sẽ tốt lên. Đó là cái sản phẩm này của Philoty. Đồng thời là chúng ta nên tư vấn cho cái bệnh vô sinh, đó là dùng AMPM. Chúng tôi xin nhắc lại là 4 sản phẩm để dùng cho cái bệnh vô sinh, đó là vì dơ là chất chủ đạo, Philoty, AMPM và Philoty. Như vậy là nếu mà Philoty thì chúng ta uống 4 viên chia làm 2 lần trong ngày, trước sau bữa ăn đều được. Sau khi ăn thì chúng ta sẽ cách khoảng độ 1 tiếng rưỡi thì chúng ta dùng Philoty là chất tốt. Đó là cái bệnh vô sinh. Còn các cái dạng bệnh về ung thư thì báo cáo cô chú và anh chị, tại sao các sản phẩm khác lại không tư vấn cho bệnh ung thư, nhưng đối với lại sản phẩm công nghệ sinh học tế bào thì chúng ta lại mạnh dạn tư vấn? Bởi vì sản phẩm công nghệ sinh học tế bào nó sẽ cắt đứt cái mạch máu để nuôi cái tế bào lạ, và nó sẽ chống viêm, nó chống viêm gấp 800 lần so với kháng sinh và hóa chất xạ trị bình thường. Và chính vì vậy mà cái người bị ung thư, cái máu đang bị axit nó sẽ về cái tính kiểm, máu có tính kiểm, tức là hồng cầu sẽ tăng và bạch cầu giảm. Thì như vậy là cái tế bào lạ mà gây ra cái bệnh ung thư này thì nó sẽ dần dần bị bỏ đói và chết đi, được đào thải ra ngoài. Trong cái quá trình mà Thịnh cũng như đội nhóm đi tư vấn thì rất nhiều các cái nhân chứng ung thư vòm họng, ung thư dạ dày, ung thư gan, rồi là gần đây là ung thư vú. Thì như vậy là tuyến của Lê Thịnh cũng đã có những nhân chứng, họ đã sử dụng và đã trở về âm tính. Thì chính vì vậy mà Thịnh cũng rất mong muốn rằng cô chú anh chị, những ai đó trong gia đình nhà mình không may phát hiện có tế bào lạ, rồi là bạn bè, người thân, đồng nghiệp, thì chúng ta mạnh dạn chia sẻ cho họ để họ dùng. Thì đối với lại dạng bệnh ung thư thì chúng ta trước hết là chúng ta phải tư vấn, thứ nhất là sản phẩm vì dơ. Bởi vì sản phẩm vì dơ nó sẽ về vào, nó trung hòa đường máu, nó sẽ chống viêm như Thịnh mà đã nói. Cái thứ hai á, là chúng ta sẽ tư vấn cho bệnh nhân, đó là dùng AMPM để nó nâng cái cơ thể, cái kháng thể của con người. Bởi vì trước đó thì nó mượn rất nhiều các cái tế bào có lợi để nuôi dưỡng cái tế bào ung thư, cho nên cái người bị ung thư nó sẽ bị suy nhược cơ thể. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ tư vấn để sử dụng sản phẩm AMPM. Ngoài ra thì chúng ta sẽ phải tư vấn cho khách hàng, đó là sử dụng sản phẩm Philoty. Bởi vì cái người bị ung thư thì cái hệ thống miễn dịch của đường ruột, dạ dày đã bị hư tổn, cho nên là hấp thụ thức ăn để nuôi trữ cái cơ thể là bị, cho nên là phải dùng Philoty để làm cho cái hệ tiêu hóa của người bị ung thư nó sẽ tốt lên và hấp thụ thức ăn. Đồng thời kết hợp với chế độ kiêng, đó là ăn nhiều các cái chất xơ, hạn chế động vật, và đặc biệt là phải động viên cái người bị ung thư đó, từ gia đình, họ hàng, bạn bè cho đến mình là người đi tư vấn, động viên về tinh thần. Nếu như tinh thần của người bị ung thư bị suy nghĩ suy sụp thì chắc chắn rằng là tế bào lạ sẽ nhanh chóng, và nói tóm lại là cái người bị ung thư dễ và nhanh nếu như không có cái tư tưởng tốt và dùng sản phẩm của chúng ta đúng cách, đúng liều lượng, đúng thời gian.
Báo cáo cô chú anh chị, thì hôm nay thì Thịnh làm video này rất mong muốn rằng cô chú anh chị, những người mới, những người làm rồi nhưng chúng ta chưa biết cách để chúng ta tư vấn và kết hợp các sản phẩm, thì mong muốn rằng cô chú anh chị chúng ta cũng phải biết để chúng ta tìm hiểu các cái dòng sản phẩm của công ty, đặc biệt là cách tư vấn và kết hợp sản phẩm nào, bệnh nào. Để trong đó thì có một sản phẩm đó là Vita Blue. Sản phẩm Vita Blue là một sản phẩm rất tốt cho tủy và canxi xương. Và chính vậy mà những người bị xương khớp, thoát vị địa đệm, thoái hóa, rồi tê tay mỏi chân, các cái dạng bệnh liên quan đến xương khớp ảnh hưởng gây ra, thì chúng ta phải có Vita Blue kết hợp với sản phẩm Vizer, Fibrotic và một số sản phẩm khác. Thì như vậy tôi tin rằng với cái hiểu biết về sản phẩm, hiểu biết về cái công nghệ để chia sẻ cho người bệnh và người nhà người bệnh, thì trong cái thời gian tới thì cô chú anh chị chúng ta sẽ ham học hỏi, tìm hiểu và biết được cái cơ chế này, biết được cái sản phẩm. Thì Thịnh cũng mong muốn rằng chúng các bạn sẽ mang rất nhiều giá trị nhân văn đến với rất nhiều người, và họ sẽ khỏi bệnh, họ sẽ khỏi dựa trên cơ sở dùng đúng, dùng đủ, dùng đúng cách của sản phẩm công nghệ sinh học tế bào, không được bỏ cuộc. Bởi vì là trong cái quá trình sử dụng nó cũng sẽ có một số cái biến đổi sắc tố, đó là cái chuyển hóa. Thì như vậy là trách nhiệm của cô chú anh chị chúng ta phải cảnh báo trước cho người nhà bệnh nhân, và chúng ta cũng thường xuyên để thăm hỏi động viên và cùng với tuyến trên, tuyến bạn để hỗ trợ giúp đỡ khi có cái sự chuyển hóa của bệnh nhân, để làm sao mà chúng ta xây dựng được hệ thống tốt hơn, mạnh hơn và nhiều người biết được dòng sản phẩm này hơn. Xin được chân thành cảm ơn và chúc cho tất cả cô chú anh chị chúng ta tiếp tục chia sẻ để mang lại rất nhiều giá trị nhân văn đến với người dân thông qua dòng sản phẩm công nghệ sinh học tế bào của Mỹ. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều.